người mở đường. Thiên mã tuyết dực. Trên đất có côn trùng nhỏ này, chứng tỏ nguồn nước không xa đi. Chúng ta tiến thêm về phía trước là có thể ra ngoài. Có nước. Nhìn qua đi, có nước. Tây vực đều là sống gần nước, có gần nước có khả năng có bộ lạc. Đại nhân, thang ngủ gì? Không phải người là Lăng Trung sao? Xem đại nhân làm sao. Nào để ta coi thử. Có lẽ là hơi nóng xâm nhập, độc quả công tâm. Phải làm sao? Cho đại nhân uống nước trước. Ta đi xem thử có thảo dược không. Hạ quả cho đại nhân. Ngươi, ngươi. Chúng ta là thương nhân đi qua nơi này, đã làm phiền. Không biết gần đây có nơi nào có thể nghỉ chân không? Họ là thương nhân đi qua nơi này, ta đưa họ đi gặp tộc trưởng. Vị cô nương này dường như không chào đón chúng ta lắm. Bộ lạc bọn ta không phải không hiếu khách, chỉ là địch cô nương sắp thành thân nên tâm trạng không tốt. Mong mọi người lượng thứ. Thành thân nên vui chứ. Chỗ các người thật là đúng thế. Thành thân vốn là chuyện đại hỷ. Nếu lấy người mình không thích thì sao? Không thích. Vậy thì sao lại lấy người đó? Cô biết vì sao bộ lạc chúng ta là bộ lạc thiên mã không? Vì sao? Vì một bầy thiên mã sống lâu trong núi tuyết, mỗi năm đều có thiên mã xuất sơn. Do tộc thiên mã chúng ta dẫn dắt, phố với ngựa trên thảo nguyên. Vì có thiên mã, chúng ta có được sự che chở của đại quyển. Nhưng hiện giờ thiên mã đã từ bỏ chúng ta. Không có thiên mã, không còn sự che chở của đại quyển. Vậy nên tộc buôn mã đã nhân cơ hội thôn tính chúng ta. Vì bộ lạc, tộc trưởng mới gả đích lịch cô nương cho tộc trưởng tộc buôn mã Dược Liệt Nô. Hy vọng hắn có thể tha cho tộc chúng ta. Được rồi, đi thôi. Đến liều của tộc trưởng.
Nếu thiên mã có thể mang về Đại Hãn, chắc chắn là thứ hiếm có. Thiên mã là bảo vật của Tây Vực chúng ta, sao có thể dễ dàng để ngươi mang về như vậy? Đại Dương, Đại Dương, đây là đâu? Đây là bộ lạc Thiên Mã. Chúng ta ở đây tìm nơi nghỉ chân cho đại dân, tìm chút thuốc. Đi, đi, chúng ta vào đi. Đi thôi đại dân. Ta từng nghe người ta nhắc tới Đại Hán. Người đó người muốn tìm Đại Nguyệt Thị. Mời ngồi. Đại Nguyệt Thị sau khi bị người Ô Tôn đánh bại, bị ép tiến về phía Tây, cuối cùng dừng ở nơi nào thì không biết được. Nếu ngươi tìm họ, vẫn phải tiếp tục đi về phía Tây. Đa tạ tộc trưởng chỉ điểm, chúng ta hy vọng có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày, bổ sung chút đồ ăn và nước, không biết có được không? Đương nhiên là được. Ta thấy sức khỏe ngươi đã rất kiệt quệ. Tân Ương trưởng lão, có, nhờ ông sắp xếp chỗ ở tốt cho mấy vị khách từ xa tới, tiếp đãi tốt họ. Dâng, đa tạ tộc trưởng. Đây là cái gì? Ăn được không? Đi ra. Còn ăn. Hôm nay ta đến bộ lạc tìm thuốc. Ta nhìn thấy mỗi nhà đều phơi thứ này. Ta hỏi người ta này là cái gì. Người ta nói này là linh lăng. Sau đó ta đã xin một túi thế này. Linh lăng, tên kỳ lạ quá. Đưa đây ta xem thử. Rất không ngon. Ăn ngon được sao? Này là cho ngựa ăn. Ngựa? Nhưng đại nhân, người ta đã nói rồi, nếu ngựa ăn thứ này sẽ béo tốt cường tráng. Nhưng nhị lăng, ngươi giống ngựa, ngươi ăn cũng được. Ta là người ăn thịt, không phải ngựa ăn cỏ. Thằng ngũ dị, thứ này phải giữ cẩn thận mang về. Ngựa của Đại Hán chúng ta sẽ có lộc ăn, đương nhiên. Nhưng đại nhân, ta phải cân nhắc giá cả tốt trước. Thương dân đúng là thương dân. Thương dân thì sao? Ta chính là thương dân. Ngày ngày giàu sinh ra tử thế này, ngươi còn không cho ta kiếm chút mối làm ăn. Đại nhân, ngài đối xem có phải vậy không? Thật ra giữa Tây Vực và Đại Hán không có tranh đấu, có thể tự do giao thương là tốt nhất. Ngươi xem, đại nhân cũng đồng ý suy nghĩ của ta. Ngươi bớt nói nhiều. Đồ quý hiếm của Tây Vực đúng là không ít. Đại nhân, định lúc nào khởi hành? Ta vẫn luôn nghĩ Thiên Mã núi tuyết mà thiên người tộc Thiên Mã nói, nếu là thật và có thể đưa nó về Đại Hán, cộng thêm cỏ phát hiện ngày hôm nay, cỏ linh lăng, nếu đem về cùng giống cỏ linh lăng, vậy thì quá tốt rồi. Đại nhân nói đúng. Vậy chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày. Gần đây đi cũng mệt, nghỉ ngơi tốt, có sức tiến về phía trước. Đúng, đại nhân nói đúng. Chúng ta ở đây thêm mấy ngày, nghỉ ngơi thêm mấy ngày, có thể ngắm đích lịch cô đương thêm mấy ngày. Ngươi có tin ta đập ngươi không? Hôm nay ta đã thấy ngựa của họ trong bộ lạc, quả thật khỏe đẹp hơn ngựa chúng ta từng thấy. Đây chính là ngựa tốt mà Đại Hán chúng ta cần. Nếu Thiên Mã về Đại Hán làm ngựa chiến của chúng ta, phá Hung Nô ở trong tầm tay. Đại Dương, Đại Dương,
Lại mơ thấy ác mộng sao? Sao thế? Ngươi không sao chứ? Không sao. Đi, thả ta ra. Thả cô ấy ra. Ngươi làm gì thế Hồng Đô? Thả cô ấy ra. Thả ta ra. Các người đi xem. Buông ra. Thả ta ra. Đi. Đi, đi mau. Thả cô ấy ra. Người đó không phải người dẫn đường cho chúng ta hôm qua sao? Ta đi xem thử. Cam phủ. Chúng ta ở đây là nước lạ cái, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tuyệt đối đừng gây thêm chuyện. Thang ngũ dị nói đúng, đó là chuyện trong tộc bọn họ. Tốt nhất chúng ta đừng dúng tay vào. Người trẻ tuổi đó hôm qua từng giúp chúng ta, xem thử thì sao? Ngươi ở nhà cùng đại nhân. Dị Lan, ngươi đi cùng ta. Chuyện này là sao? Tân ương trưởng lão. Trưởng lão này ra tay ác quá. Đúng thế, trưởng lão. Xin hỏi chàng trai này đã phạm tội gì? Phải chịu roi hình thế này. Đây là chuyện trong tộc ta. Người ngoài đừng hỏi. Được quý tộc nhiệt tình khoản đãi, chúng ta khắc ghi trong tim. Liên quan nội vụ quý tộc, chúng ta không muốn nhúng tay vào. Chỉ là Hồng Đô này cũng xem như là bạn của chúng ta. Là bạn, chúng ta muốn hỏi xem hắn đã phạm phải chuyện gì. Cũng xin trưởng lão có thể nói cho biết. Vì Hồng Đô, hắn không thường an nguy của cả tộc. Muốn giúp đích lịch bỏ chạy, phản bội người trong tộc, theo lý phải bị trôi hình tới chết. Cha, nam nhân tộc Thiên Mã chúng ta còn chưa chết hết. Mọi người đặt an nguy của cả tộc vào hôn nhân của một nữ nhân. Đây là sỉ nhục. Sỉ nhục, ngươi câm miệng. Tên bất hiếu này. Chỗ dựa duy nhất của tộc ta chính là sự chiếu cố của Thiên Mã núi tuyết. Hiện giờ Thiên Mã đã bỏ chúng ta mà đi. Ngươi nói xem, không theo tộc Muôn Mã, tộc Thiên Mã chúng ta làm sao tiếp tục tồn tại? Mất đi tôn nghiêm, sống trong sỉ nhục, có gì khác biệt với chết? Người đâu? Người đâu? Kéo hắn tới hồ nước, tới trời. Dừng tay. Thả Hồng Đô ra. Ta đã đồng ý lấy được Liệt Đô. Vì sao muốn phạt Hồng Đô? Vì hắn muốn phản bội người trong tộc. Thả cô đi. Đích Lịch, cô đừng ngăn ta. Đưa đi. Đích Lịch, bỏ đau xuống. Nếu các ông giết Hồng Đô, ta sẽ chết ở đây. Trưởng lão. Trưởng lão. Trưởng lão. Trưởng lão. Tộc trưởng phân phó, đưa Hồng Đô về. Đưa hắn về giao cho tộc trưởng. Đưa đi. Đi thôi. Đao là dùng để đối phó với kẻ địch và thú săn, không phải dùng để làm bản thân bị thương. Đợi đã. Các người có thể giúp ta thoát ra ngoài không? Cởi ra. Tú, ngươi ra ngoài trước đi. Nghịch tử. Nghịch tử. Tộc trưởng, hôm nay Hồng Đô thế này đều do ta không biết dạy dỗ. Ngài hãy phạt ta đi. Hồng Đô và Đích Lịch lớn lên từ nhỏ cùng nhau, sao hắn có thể nhẫn tâm nhìn Đích Lịch chịu ấm ức? Nhưng được rồi, Đích Lịch đã đồng ý với ta không chạy nữa. Ông không cần phạt nặng Hồng Đô nữa. Tộc trưởng, Hồng Đô làm trái quy tắc, tân ương ta có tội. Được rồi, tha cho Hồng Đô là ý của ta. Đại nhân, tộc Thiên Mã này muốn dùng Đích Lịch này trao đổi với tộc Buôn Mã. Chúng ta phải giúp cô ta. Chuyện kiểu này ở bộ lạc mục giả nhiều lắm, người cản cũng vô dụng.
Chúng ta nên dạy cho hắn đạo lễ nghĩa kỷ cương của Đại Hán chúng ta. Ngươi câm miệng. Lễ nghĩa kỷ cương ở Tây Vực không dùng được. Nơi này đều có quy tắc của bản thân. Ta đã quyết rồi, ta phải cứu Đích Lực và Hồng Đô khỏi bộ lạc này. Dĩ Lăng, ngươi đi cùng ta. Được, chúng ta cùng đi. Đại nhân, ngài không cần đi. Sau đó thì sao? Đưa họ chạy trốn ra ngoài. Chạy đi đâu? Có lẽ họ không thể về nhà được nữa rồi. Nhà hiện tại này không về cũng được. Cứu cô ta ra ngoài trước đã. Hiện giờ cứu họ chỉ có thể giải quyết tạm thời, chỉ có khiến bộ lạc Thiên Mã thoát khỏi khốn cảnh hiện tại mới có thể thật sự cứu được họ. Đợi thêm chút, ta đi tìm tộc trưởng bàn thêm lần nữa. Ở bên đó. Liên hôn không thể đảm bảo sự an toàn của chúng ta. Vậy thì ta nên dựa vào ai? Đại Hán ở nơi xa xôi. Đại Hán cách đây nghìn dặm, dựa vào Đại Hán không thể giải quyết nguy hiểm hiện giờ của bộ lạc Thiên Mã. Đúng như vậy. Sứ quân có cách gì giải quyết mối nguy của ta? Bộ lạc Thiên Mã trước đây dựa vào Thiên Mã núi tuyết, dựa vào che chở của Đại Uyển, hiện giờ lại muốn dựa vào hy sinh một cô gái đổi lấy bình yên tạm thời. Nếu gặp phải nguy nan lớn hơn, mọi người lại dựa vào điều gì? Nếu không thể có được sự tôn trọng của người khác, cho dù gả con gái đi cũng không giải quyết được vấn đề. Vậy theo sứ quân nên làm thế nào? Tộc Bôn Mã có lẽ mạnh hơn các ngài, nhưng tộc Thiên Mã các ngài cũng không thiếu dũng sĩ. Hiện giờ các ngài không bảo vệ thảo nguyên của chính mình sẽ khiến tộc Bôn Mã càng được nước lớn tới. Không phải chúng ta không nghĩ tới đấu tranh với họ. Người của tộc Bôn Mã gấp mấy lần chúng ta. Chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, sứ quân. Vì vậy chỉ có thể nhẫn nhịn, co cụm, sống tạm bợ trên mảnh thảo nguyên này. Lẽ nào đây chính là nguyện vọng của tộc trưởng và tộc Thiên Mã sao? Điều gì Thiên Mã dứt bỏ chúng ta? Thiên Mã đã bỏ chúng ta. Bất kể chúng ta làm gì cũng vô dụng. Bất kể chúng ta di chuyển tới đâu, không có sự che chở của trời cao, chúng ta không thể sinh tồn tiếp. Thứ cho khiên nối thẳng, dứt bỏ các ngài không phải ông trời, cũng không phải Thiên Mã, mà là bản thân các ngài. Sứ quân, ý của ngài là các ngài nên cử người vào trong núi tìm thử, giải mã câu hỏi Thiên Mã biến mất. Vô dụng, không kịp nữa rồi. Ngày mai chính là ngày Dược Liệt Nô đón dòng. Dù Thiên Mã ở trên đỉnh tuyết, sao chúng ta có thể một ngày tìm thấy chúng? Thứ cho khiên mạo muội, đội đương tộc trưởng thân là trưởng của một tộc. Vì quan trọng nhất trước mắt không phải tìm về Thiên Mã. Vậy thì là gì? Mà là tìm lại dũng khí của tộc Thiên Mã. Nếu đến tìm dũng khí tìm cũng không có, vậy chỉ có thể ngồi chờ chết thôi. Đối đương ta chưa từng thiếu dũng khí. Năm đó Sa tặc cướp bóc bộ tộc ta, đối đương ta một mình chém mười mấy đạo tặc. Vậy vì sao tộc trưởng không dùng dũng khí đối địch Sa tặc, bảo vệ vinh dự của tộc Thiên Mã các ngài? Tộc trưởng, trước đây Thiên Mã tìm thấy ở nơi nào? Không tìm. Mỗi lần Thiên Mã tự mình tìm tới mảnh thảo nguyên này. Nếu chúng ta thực sự đi tìm, cần vượt qua núi tuyết. Vậy thì vượt qua núi tuyết. Sứ quân có điều không biết, núi tuyết này chưa từng ai vượt qua được. Chúng ta giúp các ngài, có lẽ có thể. Sứ quân thật sự là đại nghĩa sĩ.
sứ quân, đối đương thật sự không biết nên cảm ơn ngài thế nào. Được các ngài khoản đãi thịnh tình, hiện giờ tộc Thiên Mã gặp nạn, chúng ta sao có thể bỏ mặc. Huống hồ chúng ta cũng rất có hứng thú với Thiên Mã núi tuyết, cũng hy vọng có thể tìm thấy tung tích của nó. Nếu có thể, chúng ta cũng muốn có được con ngựa quý như vậy. Tin rằng có được nó, đường đi phía trước sẽ dễ dàng hơn. Cáo từ. Cáo từ. Vết thương của ngươi vẫn chưa lành, hay để đám người Cam phụ đưa người về núi trước. Ngươi ở đây đợi họ thế nào? Nói không giữ lời, không biết còn làm được gì. Xe lớn không thanh, xe nhỏ không chốt, làm sao mà đi được? Tức là nếu con người không giữ chữ tín là việc tuyệt đối không được. Giống như xe không có chốt xe, làm sao có thể đi được trên đường? Nếu ta đã đồng ý với tộc trưởng thì phải làm được. Nếu tộc bọn họ tìm thấy tung tích Thiên Mã trước, vậy đại quyển chắc chắn sẽ không ủng hộ chúng ta nữa. Vậy không phải chúng ta đã mất đi cơ hội bá chiếm họ sao? Đi, đi giết bọn họ. Tộc trưởng, dễ e rằng không ổn thỏa. Có gì không ổn thỏa? Nghe nói tộc Thiên Mã thông qua bài ca Thiên Mã gọi Thiên Mã. Nếu hiện giờ chúng ta giết họ, vậy sẽ không còn cách tìm được Thiên Mã nữa. Nếu đến chúng ta cũng không tìm được Thiên Mã, vậy lẽ nào đại quyển sẽ không lại dùng người khác thay thế chúng ta? Hiện giờ không giết, đợi bọn họ tìm thấy Thiên Mã rồi giết. Đi theo bọn họ xem thử rồi nói. Phía trước đã hết đường, chúng ta chỉ có thể đi bộ tiến lên. Được, phía trước là vào núi. Ngươi đi được không? Không sao. Tiếp tục đi về phía trước chính là núi tuyết. Thiên Mã thực sự sẽ ở trong núi tuyết sao? Ta cũng không biết. Trước đây đều là Thiên Mã tự mình ra khỏi núi tuyết tới thảo nguyên. Vậy các cô gọi Thiên Mã ở đâu? Ở thảo nguyên dưới núi. Chúng ta tìm một nơi tránh gió trước, nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày mai lại xuất phát. Nhìn thế này nào giống có Thiên Mã. Hái chút quả hoang dã. Vừa rồi ta nhìn thấy một con chuột cát đang ăn thứ này, nhưng ta cắn kiểu gì cũng không được. Cái này là quả ốc chó, phải đập vỡ vỏ ngoài ăn bên trong. Đập vỡ. Đúng là rất ngon. Củi. Đây, ta đưa đại nhân ăn.
Dĩ Lan, đi. Bên đó còn rất nhiều, đi hái với ta. Nhanh. Đây là cái gì? Chữ Hán. Nó có thể ghi lại những điều con người thường nghe thấy, nhìn thấy và nghĩ tới, để cho người khác, thậm chí là hậu nhân xem. Chúng ta có tranh đá. Đại nhân, sau này ngài có thể dạy ta thứ này, chữ Hán không? Đương nhiên là được. Có cơ hội còn có thể đưa ngươi tới Đại Hán xem thử non sông Đại Hán. Chỗ chúng ta chỉ có thảo nguyên và núi tuyết. Trước đây cũng có thiên mã, nhưng hiện giờ núi tuyết này liên miên không dứt, không giống có dấu vết của ngựa. Các người thực sự từ đó nghênh đón thiên mã sao? Ta chưa từng tận mắt thấy, chỉ nghe theo lão tộc trưởng nói, trước đây chỉ cần ngày trăng tròn thứ hai cỏ vàng, thiên mã sẽ chạy từ nơi sâu trong núi tuyết tới. Nhưng đã 10 năm, năm nào chúng ta cũng hát bài ca thiên mã và tế bái trời đất, nhưng thiên mã không chạy tới nữa. Bài ca thiên mã các người hát thế nào? Có thể hát cho chúng ta nghe không? Ta không biết, chỉ có tộc trưởng và đích lịch biết. Chút nữa ăn xong, ta bảo cô ấy hát cho ngài. Được. Đích lịch, chút nữa cô hát bài ca thiên mã cho đại nhân nghe. Đích lịch, đây chính là bài ca thiên mã sao? Sao không có lời? Phụ thân nói, đây là dùng giọng của tổ tiên gọi thiên mã. Nếu thiên mã nghe được sẽ hiện thân. Chỉ như vậy sao? Ngoài bài ca thiên mã, còn có nghi thức gì khác không? Phụ thân còn đọc lời chú chúc phúc của thiên mã, tế bái trời đất. Lời chú gì? Lời chú nói, tôi biết đây là bí mật của tộc thiên mã các cô, nhưng hiện giờ chúng ta cùng ra ngoài tìm. Cô nên nói mọi điều cô biết cho chúng ta, chúng ta mới có thể giúp được các cô. Đúng thế, chúng ta vất vả thế này, còn không phải điều gì giúp các cô sao? Yên tâm, chúng ta sẽ giữ bí mật giúp các cô. Dì cứ nói, không sao. Lời chú nói, thiên thần, người dậy nắm tay, đá trên núi cao phát tiếng gõ đùng đùng vì người. Người nhả ra hô hấp, nó sẽ hóa thành cuồng phong bất chợt quét qua. Bạch lông kéo dài nghìn dặm, cuộn quanh cơ thể người. Mãnh hổ quang quảng phủ phục dưới chân người. Nó tới rồi. Bờm ngựa tung bay, chân dài 3000 trượng, dưới chân nó là thảm nỉ xinh đẹp. Lời ca này thực sự có bí mật của thiên mã. Nó có thể gọi thiên mã, đương nhiên không đơn giản như vậy. Đích lịch cô nương, ta cảm thấy lời chú này của cô có điều cổ quái. Có gì cổ quái? Cô xem, hòn đá là vật đặc ruột, sau đó phát ra được tiếng. Tổ tiên các cô có phải
ẩn giấu bí mật gì trong này không? Bài ca Thiên Mã và lời chú này là trời cao ban cho tộc ta. Bí mật của nó chính là gọi Thiên Mã. Đại Dương, ta cảm thấy chuyến này vào núi của chúng ta xem ra phải uổng công một chuyến rồi. Hàng Ngũ Dị, còn chưa vào núi nói lời suối quẩy kiểu này, hay ngươi về trước đi. Ngươi nhìn xung quanh đi, không hề có dấu tích Thiên Mã tồn tại. Ngươi nhìn nơi này, ngoài đường núi quan thì chính là đỉnh tuyết. Ngựa cần ăn cỏ, sao có thể sinh sống ở đây? Thiên Mã lẽ nào từ trên trời rơi xuống? Đầu ngươi giống hòn đá đều đặt chuột à? Còn từ trên trời rơi xuống, người của tộc Thiên Mã đều nói nhìn thấy Thiên Mã chạy ra từ đỉnh núi tuyết, cũng không nói bay từ trên trời xuống. Đại nhân ngài tin không? Không tin. Người xem, đại nhân cũng nói không tin. Chúng ta sáng sớm ngày mai về luôn đi. Đi nữa là tới núi tuyết, bên trong đó lại càng nguy hiểm hơn. Vừa ra ngoài đã muốn quay về sao? Các ngươi có phát hiện không? Xung quanh chúng ta không hề quá lạnh, nhưng phía trước chính là tuyết tích nhiều năm, bốn mùa không biến đổi. Đây là đạo lý gì? Đại nhân, ngài muốn nói gì? Có lẽ phía sau núi tuyết có động khác. Nếu chúng ta không vượt qua, sao biết được bên kia núi có Thiên Mã tồn tại hay không? Vừa rồi Thiên Mã hát bài ca Thiên Mã không phải ca dao bình thường. Giọng ca ở trong sơn cốc vọng rất lâu. Có lẽ Thiên Mã thật sự bị giọng ca thu hút, theo tiếng chạy ra ngoài. Nhưng vừa rồi đích lịch cô nương cũng đã hát rồi, Thiên Mã cũng đâu có ra. Đây là chúng ta chưa tìm đúng nơi thích hợp. Thiên Mã không nghe thấy. Đúng thế, rất có khả năng. Chỉ mừng ta nuôi nghe tiếng ta gọi sẽ quay về. Vậy nếu theo suy đoán này của đại nhân, vậy vì sao nhiều năm như vậy người của tộc Thiên Mã vẫn không thể dẫn dụ Thiên Mã ra nữa? Không biết chừng Thiên Mã đã chết hết rồi. Đây chính là mục đích của chuyến đi này. Cần điều tra ra nguyên nhân Thiên Mã biến mất. Chúng ta điều tra kiểu gì? Cho dù ngài muốn tra, chúng ta cũng phải có phương hướng chứ. Ngài nói xem, giữa những ngọn núi này nhiều suối nhiều khe, người của tộc Thiên Mã tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm thấy, chúng ta làm sao tìm được? Nếu nhiều năm Thiên Mã biến mất, người tộc Thiên Mã có thể nghiêm túc tìm kiếm chứ không phải ủy thác hết vận mệnh bản thân cho trời. Có lẽ đã điều tra rõ chân tướng từ lâu, sẽ không lãng phí nhiều năm như vậy. Mọi người cũng không cần chán nản thế này. Chúng ta mới tìm một ngày mà thôi, đau lòng sớm quá rồi nhỉ. Cơn gió này lúc nào thì ngừng được? Không biết. Có lúc 7 ngày, có lúc liên tiếp tận mấy ngày. Xem ra chúng ta chỉ có thể đợi. Nếu cơn gió to này kéo dài thêm mấy ngày, đồ ăn của chúng ta không còn đủ nữa.
theo ta. Chúng ta đợi gió ngừng rồi về thôi. Bây giờ quay về, Hồng Đô với Đích Lịch phải làm sao? Lương thực hết, chúng ta có thể săn. Nước cũng không đủ nữa rồi. Trên núi có nước tuyết, chúng ta có thể dùng. Cam phụ, trời sáng gió nhỏ đi, người với Hồng Đô cùng ra ngoài dò đường, thuận tiện tìm chút củi làm ấm cho mọi người. Hiện giờ Thiên Mã không chỉ là ngựa, còn là hy vọng của tộc Thiên Mã bọn họ. Nếu đã đồng ý với họ tìm được thì nhất định có kết quả mới phải. Tiếng gì vậy? Gió lớn thế này, nếu tiếp tục thổi tiếp, nham thạch đỉnh núi cũng bị thổi mất. Thiên thần, người dậy nắm tay, đá trên núi cao phát tiếng gõ đùng đùng vì người. Người nhả ra hô hấp, nó sẽ hóa thành cuồng phong bất chợt quét qua. Đây là lời chú Thiên Mã. Đây chính là nơi đối tới trong lời chú. Tổ tiên của các cô chắc chắn đi qua đây, đi tìm Thiên Mã. Cũng tức là chúng ta đã chọn đúng đường. Đúng thế. Bạch Long kéo dài nghìn dặm, cuộn quanh cơ thể người. Núi tuyết phía sau chúng ta chính là Bạch Long trong lời chú. Vị trí hiện giờ của chúng ta chính là đuôi rồng. Chỉ cần vượt qua núi tuyết, chúng ta có thể tới đầu rồng. Cam phụ, tên không có nhiều, dùng tiết kiệm chút. Đại nhân yên tâm, tiện pháp của cam phụ còn không hiểu sao? Đủ rồi, đừng ra khỏi rừng dưới núi. Thời tiết thay đổi, lập tức quay về. Được. Đích Lịch, muốn ăn gì, cam phụ sang cho cô. Hồng Đô, các người phải chăm sóc lẫn nhau. Yên tâm đi, ta còn muốn đấu thử với hắn, xem ai săn được trước. Được, ai săn được trước, người đó là người thắng. Hôm nay vận may chúng ta không tốt lắm, chẳng có con mồi nào. Chúng ta chia ra hành động đi, như vậy có thể nhanh hơn. Được. Nhưng chúng ta đừng đi xa, tìm trong mảnh rừng này. Bất kể săn được hay không, đều tập hợp ở đây. Nào, cầm lấy. Được đấy. Nào mà chết được. Cạn. Cam phụ, cam phụ, người ở đâu? Ta bắt được con mồi rồi. Đi, đi. Ta đã săn được rồi.
Đứng lại. Nhanh, đứng lại, đừng chạy. Đừng chạy, nhanh. Đứng lại. Ở đó. Nhanh, đứng lại. Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại. Đừng chạy. Nhanh. Nhanh. Tản ra. Cam phụ, trúng tên rồi à? Ngươi mau đi đi. Đi, ngươi về nói với mọi người trước. Ngươi đi một mình, có đi thì cùng đi. Ta không quen bỏ lại vua đệ. Nhanh, giết chúng. Hồng Đô, ngươi đi mau. Nếu không, hai chúng ta không ai được hết. Đứng lên. Nối với đích lực. Ta thích cô ấy. Hồng Đô, tộc trưởng, phía trước là vách núi. Nếu chúng ta cưỡi ngựa chắc chắn không qua được. Chắc chắn bọn chúng biết chúng ta đuổi theo. Không được để bọn họ chạy mất. Cưỡi ngựa vào núi. Đi lâu như vậy sao vẫn chưa về? Có phải cô thích Hồng Đô không? Từ nhỏ Hồng Đô cùng ta trưởng thành, giống như ca ca ruột của ta. Nhưng ta cảm thấy hắn không chỉ coi cô là muội muội. Ta biết Hồng Đô là dũng sĩ của tộc Thiên Mã chúng ta. Nếu cô không lấy Dược Liệt Nô thì sẽ lấy hắn chứ? Có. Họ về rồi. Mau ngồi đi. Thằng Vũ Dị, có thuốc cầm máu không? Có, nhanh đi lấy. Dị Lan, đại dân, người của tộc Quân Mã đã đuổi tới. Cam phụ, Hồng Đô đâu? Hồng Đô bị người tộc Quân Mã bắn chết rồi. Ta không cứu được hắn. Đích Lịch, Hồng Đô bảo ta nói với cô, hắn thích cô. Nào, bôi thuốc.
Còn đi được không? Ta đi được. Tốt, Nhị Lang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Được, nào. Trông chừng hắn. Hồng Đô chết vì hy vọng của tộc Thiên Mã. Hắn là một dũng sĩ chân chính. Chết vì người trong tộc là tâm nguyện của dũng sĩ tộc Thiên Mã. Ta nhất định phải tìm được Thiên Mã. Tuyệt đối không thể để Hồng Đô chết uổng. Tộc Bôn Mã sẽ rất nhanh đuổi kịp tới đây. Họ muốn độc chiếm bí mật Thiên Mã, chắc chắn sẽ không để chúng ta chết. Chúng ta phải lập tức tiến vào núi tuyết mới có thể nghĩ cách cắt đuôi họ. Ta dẫn đường. Đàm Hy, trên đường hết sức cẩn thận. Đại Dương, làm sao đi qua được? Cao thế này chắc chắn không vượt qua được. Đại Dương, chúng ta đổi đường đi. Lẽ nào chúng ta phải từ cây cầu này đi qua? Hay đổi đường ra đi. Đại Dương, không kịp nữa rồi. Đám người Diệt Liệt Nô có lẽ theo rất sát. Chúng ta chỉ cần từ đây đi qua, bên kia núi chính là đầu rồng. Ta thấy cầu băng này cũng đã hình thành trăm nghìn năm rồi. Nếu chúng ta đi đúng đường, tổ tiên của tộc Thiên Mã có lẽ cũng từ đây đi qua. Vì cầu này đi được, ta đi xem thử. Đợi đã, người bị thương, ta đi. Không được, ngài không được đi. Ta đi cho đại nhân. Đừng tranh nữa, hết thời gian rồi. Cầm lấy. Chút nữa bất kể xảy ra chuyện gì, ta không nói, không ai được hành động tùy tiện. Đại Dương,
Không sao. Đại nhân, ngài cẩn thận. Nơi này gió to, ngài cúi đầu đi, đừng nói gì. Đại nhân, Trương Khiên. Nhanh, nhanh lên. Bọn chúng qua cầu rồi. Qua đây đi. Cố gắng đi ở giữa, hai bên rất trơn. Chậm thôi, chậm thôi, cẩn thận. Nào, đừng nhìn bên dưới, nhìn ta, nhìn ta mà đi, nhanh. Nào, nhanh. Cô và Đích Địch qua trước, ta cản chúng lại, nhanh. Cẩn thận. Nhanh, nhanh. Đích Địch, Dĩ Lan, đừng ham chiến.
Ngươi làm gì thế? Nhanh qua đi, nhanh. Nhanh qua đi. Đâu? Đi mau. Muốn dọa chết chúng ta sao? Cách này hay không? Thế này chúng không thể đuổi theo nữa. Hay thì hay, nhưng quá nguy hiểm. Nếu vừa rồi người rớt xuống cùng cầu, chúng ta làm sao cứu người? Đi. Theo lời chú Thiên Mã, chúng ta đã tìm thấy hòn đá phát ra tiếng gỗ. Vậy tiếp theo nên có mảnh hổ phủ phục dưới chân. Lẽ nào chính là những núi đá này? Nơi này nào có hổ? Bạch lông kéo dài nghìn dặm, cuộn quanh cơ thể người. Mảnh hổ ngoan ngoãn phủ phục dưới chân người. Phủ phục dưới chân. Thật ra lời chú giống thơ ca, đều thích dí dòn khoa trương. Trong lời chú, tiếng sấm của thiên thần là tiếng đá gia dao, hơi thở của thiên thần là cuồng phong trong núi, bạch long quấn quanh thiên thần là núi tuyết này. Vậy mảnh hổ phủ phục dưới chân thần núi, lời giải có lẽ là ở đó. Theo lời chú, nơi này có lẽ có thể tìm thấy tung tích thiên mã. Lời chú còn nói, nó tới rồi, bờm ngựa tung bay, chân dài 3000 trượng, dưới chân nó là thảm lý xinh đẹp. Hai câu này là tộc quy của tộc Thiên Mã. Tổ tiên chúng ta từng tới nơi này,
họ từng tới nơi này. Nơi này rất có thể chính là nơi tổ tiên các cô phát hiện thiên mã. Vị thiên mã ở gần đây. Chúng ta xuyên qua khu rừng này qua bên đó xem thử. Đi. Đại nhân, sao nơi này toàn là xương ngựa? Đúng thế. Thiên mã thực sự chết hết rồi sao? Trời xanh, người tộc thiên mã chúng ta chưa từng hết thành kính với người. Vì sao người lại dứt bỏ chúng ta? Đây là thiên thần phẫn nộ sao? Ta thấy lần này đại nhân cũng hết cách rồi. Vậy cứ qua đó, e rằng biến thành thịt nướng luôn. Còn tìm thiên mã cái gì? Tuy không tìm được thiên mã, nhưng ít nhất đã tìm ra nguyên nhân thiên mã diệt vong. Cũng biết trên đời này thật sự từng có thiên mã. Tử cốc đối diện sẽ là gì? Không phải ngươi muốn lội qua đó chứ? Vì sao lại không? Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, nước bắn ra sẽ lấy mạng tất cả mọi người. Ta sẽ nghĩ cách. Thật sự không được, tự ta qua đó. Ngươi đã làm đủ rồi. Nếu ngươi thực sự muốn lội qua đó, qua ải chỗ ta trước đi. Lít lên, đưa đao cho ta. Đừng quản ta. Chúng ta trải qua trăm ngàn chất giả và để tới được đây, lại là kết thúc thế này. Đây là ý trời. Thiên mã từng sống ở đây, nhưng chúng đã bị thiên thần mang đi rồi. Cô đau lòng thế này cũng vô dụng. Vì sao trời cao lại dứt bỏ tộc thiên mã chúng ta? Không còn thiên mã,
Sẽ không có thảo nguyên cho người tộc ta dựa vào sinh sống. Ta làm sao quay về gặp người tộc ta? Ta càng không lấy Dược Liệt Đô. Nếu bọn họ cưỡng ép cô rời khỏi nơi đó. Cô cảm thấy giờ cô tự sát thế này có thể giải quyết được vấn đề sao? Có thể. Vậy cô có thể đối mặt với Hồng Đô không? Cô muốn nói với hắn, cô đã từ bỏ. Thật ra rất có thể thiên mã đang ở trước mắt chúng ta. Tử cốc hình thành không phải chuyện một sớm một chiều. Cho dù đột nhiên xảy ra, nhưng thiên mã không phải giật chết. Nếu may mắn sống sót, sẽ đi tới nơi an toàn. Chỗ chúng ta không có, vậy chắc chắn ở đối diện tử cốc. Vì vẫn chưa phải lúc chúng ta tuyệt vọng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tiến lên. Lẽ nào cô không muốn sao? Nhưng làm sao chúng ta vượt qua tử cốc? Việc này để ta nghĩ cách. Tin ta được không? Cam phụ, ngươi làm gì vậy? Ta đang nghĩ chúng ta nên làm sao qua đó. Ta không tin chúng ta có thể vượt qua. Hơn nữa, cho dù đi qua được cũng không có khả năng tìm thấy thiên mã. Ngươi cũng đã thấy rồi đó, mặt đất nơi này toàn là xương ngựa. Nói không chừng thiên mã thực sự đã tuyệt vong. Không biết chừng thiên mã thực sự chưa tuyệt vong. Việc này quá mạo hiểm. Ngươi không cần vì tộc thiên mã để bản thân vào nguy hiểm như vậy. Hiện giờ không chỉ là chuyện của tộc thiên mã, chúng ta đã dấn sâu vào trong này. Ta không muốn nói lời không giữ lời với tộc trưởng. Huống hồ Hồng Đô đã trả giá bằng tính mạng vì việc này. Chúng ta càng không có lý do từ bỏ. Mọi người nói gì? Muốn đi qua đó, việc này sao có thể chứ? Đúng thế, nếu chúng ta vừa đi vào, nước nóng đó lại phun, chúng ta chạy cũng không kịp. Vừa rồi lại phun một lần, ta đã tính rồi. Cái lần phun trước khoảng một canh giờ rưỡi. Nếu thời gian mỗi lần phun cách nhau dài như vậy, chúng ta vẫn có hy vọng đi qua được. Nhưng nếu số phun này không chính xác thì sao? Vậy nên hôm nay ta cần tiếp tục quan sát để xác định thời gian chính xác. Sứ quân đại nhân thật sự là người đại nghĩa, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nếu không phải ngày ấy, có lẽ hôm nay chúng ta rất khó tới được nơi này. Chẳng trách ngày ấy được chọn làm sứ tiết. Đúng thế, hắn là người không biết thế nào là tuyệt vọng. Cho dù sơn cùng nước tận, hắn cũng tin chỉ có kiên trì, cơ hội sẽ xuất hiện ở khoảnh khắc tiếp theo. Có chuyện này ta vẫn luôn tò mò. Vì sao lại là cô cùng sứ quân đại nhân đi sứ Tây Dực? Không giấu gì cô, hắn là bỏ trốn từ Hung Nô ra, nên tính là phạm nhân bỏ trốn của ta. 10 năm trước, hắn đi sứ Tây Dực bị Hung Nô ta bắt được.
hiện giờ trốn ra ngoài, vẫn muốn đi về phía Tây hoàn thành sứ mệnh của hắn. Thật ra ta tới để bắt hắn về, nhưng hắn đã cứu ta hai lần. Ta muốn biết là niềm tin nào giúp hắn tiếp tục đi tiếp. Vậy nên đã theo qua đây. Vì hiện giờ cô vẫn bắt ngày về sao? Có. Đại Dương, thế nào? Hai lần phun cách nhau ngắn nhất khoảng một canh giờ, mà mỗi lần sau khi phun xong, nhiệt độ nước đạt tới mức chúng ta chịu được, cần nửa canh giờ. Vì nên chúng ta bắt buộc phải xong qua đó trong nửa canh giờ. Đây chính là bí mật của thiên mã. Qua đi, nhanh. Cẩn thận. Đâu? Cẩn thận. Tộc trưởng, nơi này không qua được nhỉ? Bọn chúng qua được, chúng ta cũng qua được. Người không chịu tiến lên, chém. Nước ngày càng nóng. Nhanh lên, nhanh lên, đi qua đây này. Đi thôi. Nhanh lên. Nóng. Không ngờ nơi này thực sự có động khác. Đúng thế. Cô nói xem, trên núi với dưới núi đúng là khác nhau một trời một vực. Nóng thật. Cây ở đây khác với nơi khác. Có lẽ là hơi nóng của sơn cốc đã ngăn cách khí lạnh của núi tuyết, mới làm nơi này thành thế này. Thank you.
Thiên Mã. Thiên mã là của ta. Bỏ trên xuống. Nếu đã tìm thấy thiên mã, chúng ta cần gì giao đấu binh đao? Thiên mã không chỉ của bộ lạc Thiên Mã, cũng là của tộc Buôn Mã các người và cả thảo nguyên Tây Dực. Chúng ta cùng mang thiên mã gì? Chỉ có thể là của tộc Buôn Mã ta. Ai trong các người cũng đừng mong mang nó đi. Tránh ra hết. Dược Liệt Đô, trên tay người có một mũi tên, cứ đừng mong đưa thiên mã đi. Được. Nếu ta không thể mang đi, vậy các ngươi cũng đừng hòng đưa nó đi. Không. Đích Lịch, Đích Lịch, nào. Đích Lịch. Đích Lịch. Thiên. Thiên mã. Ta muốn nhìn thiên mã thêm lần nữa. Đại Dương, thiên mã không thấy đâu nữa. Chắc chắn vẫn còn ở phía trước. Đưa ta qua đó. Nào. Cam phụ, tay của ngươi. Nào. Quá ra thật sự có thiên mã. Thank you.
Tộc trưởng, đây là bản đồ Thiên Mã Trương Khiên vẽ đêm qua. Theo bản đồ này, các ngài có thể tìm thấy Thiên Mã, không còn phải lo lắng mất chúng nữa. Bây giờ giao cho các ngài. Đa tạ sứ quân. Sứ quân, ngài là ân nhân của tộc Thiên Mã chúng ta, tuyệt đối không thể nói vậy. Là Hồng Đô và Đích Lịch dùng tính mạng đổi lấy bản đồ này. Từ nay về sau, Thiên Mã không phải ai ban ơn cho các ngài nữa, mà là bản thân các ngài tìm được. Sứ quân, ngài là người bạn mãi mãi của bộ lạc Thiên Mã chúng ta. Sau này ta nhất định phải tặng cho sứ quân con tuấn mã tốt nhất. Đa tạ tộc trưởng. Nếu cần tới tộc Thiên Mã chúng ta, chỉ cần ngài gọi một tiếng, bộ lạc Thiên Mã chúng ta chắc chắn chán sống chết đi theo. Tộc trưởng, mau đứng dậy. Trương Khiên cáo từ tại đây. Bảo trọng.